Chúng ta sẽ cùng chào đón khách mời của ngày hôm nay. Xin được giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Hà Vy. Đến với khách sạn 5 sao tuần này, nghệ sĩ nhân dân Hà Vy đã có dịp nhớ lại những cảm xúc thiêng liêng của quãng thời gian vất vả nhưng hào hùng. Anh em chiến sĩ thì đứng quần sắn bóng lợn, bên này đeo cái cành lá ngụy trang, bên này cô được cái là giữ cái túi thuốc, hát ở trong hang cho thương binh và vừa hát thì vừa khóc. Đã có những lúc phải xa gia đình để cống hiến, mang tiếng hát phục vụ nhân dân. 4 tháng rưỡi liền về đến nỗi mà em của Trang là không nhận ra mẹ nữa. Cô không kìm được những giọt nước mắt. Nhưng sau tất cả, nghệ sĩ nhân dân Hà Vy luôn là niềm tự hào, là người mẹ tuyệt vời của các con. Tất cả những cái ký ức mà mình còn giữ lại, nó chỉ là một cái niềm tự hào vô cùng và yêu thương vô cùng. Thực sự là mình đã lớn lên từ những năm tháng như thế. Đón xem khách sạn 5 sao phát sóng lúc 12 giờ ngày 19 tháng 5 trên VTV3.